Xin chào các bạn, là mình Lê Văn Lộc đây và xin chào các bạn đến với cái video rất quan trọng trong cái phần SEO này. Và đi đến cái bài này thì Lộc hy vọng là các bạn sẽ tập trung cao độ để học cái kiến thức vô cùng quan trọng này. Và cái kiến thức này nó sẽ theo các bạn cả đời, nó tùy thuộc vào tư duy của các bạn và cái độ chuyên nghiệp trong công việc của các bạn thì nó sẽ đạt kết quả nhiều trong vấn đề SEO và trong vấn đề nghiên cứu từ khóa này. Thì ở đây chúng ta sẽ học về cách nghiên cứu từ khóa. Thì trước hết học về nghiên cứu từ khóa thì chúng ta sẽ nghiên cứu thì chúng ta sẽ phải nhận biết được từ khóa chính và từ khóa ngách, từ khóa ngách và từ khóa chính. Từ khóa ngách là gì và từ khóa chính là gì? Từ khóa chính đây được định nghĩa là từ khóa được tìm kiếm trên khoảng 1.000 lượt trở lên trên một tháng, và từ khóa ngách là từ khóa ít hơn. Nếu như từ khóa ngách được tìm kiếm nhiều dần sẽ trở thành từ khóa chính vì Google sẽ gợi ý từ khóa này. Ở đây nó sẽ nói lại các bạn để phân tích các bạn hiểu, là từ khóa chính là từ khóa được tìm kiếm khoảng 1.000 lượt trở lên trong một tháng, tức là trong 30 ngày thì có khoảng 1.000 người tìm kiếm cùng tìm kiếm cái từ khóa này, thì cái từ khóa này sẽ trở thành từ khóa chính. Nếu như bạn có một sản phẩm mà có một người mà có 1.000 người tìm kiếm nó thì có thể là bạn sẽ bán được cho 100 người. Một sản phẩm mà bán mỗi tháng bán được cho 100 người thì đó là một sản phẩm tốt, và cái từ khóa của sản phẩm đó sẽ trở thành từ khóa tốt và được là từ khóa chính, và sẽ Google sẽ gợi ý từ khóa này. Gợi ý như thế này này, bạn nghĩ sâu cho bạn hiểu sự gợi ý của Google. Đây các bạn vào tìm kiếm Google này, các bạn sẽ thấy ví dụ mình gõ là sửa điều hòa này. Đấy, các bạn sẽ nhìn này, đây là sự gợi ý của Google này. Gợi ý của Google, những cái từ khóa mà được Google gợi ý xuống bên dưới như thế này thì có nghĩa là từ khóa chính đấy các bạn ạ. Đấy, nó sẽ để các bạn hiểu nhá. Đó là từ khóa ngách, là từ khóa sẽ có ít lượt tìm kiếm hơn 1.000 lượt một tháng, tức là mỗi ngày chỉ có khoảng tầm 10 đến 20 người tìm kiếm từ khóa này thôi. Mỗi ngày chỉ khoảng tầm 10 đến 20 người tìm kiếm từ khóa này thì một tháng nó rơi vào khoảng tầm 600 người, 600 người tìm kiếm từ khóa này thì sẽ là từ khóa ngách. Nhưng con số 600 người cũng không phải là con số nhỏ, cho nên là những nhà làm SEO người ta thích SEO bằng từ khóa ngách hơn. Vì từ khóa chính là có rất nhiều người làm SEO rồi, nên là họ sẽ SEO nhiều vào từ khóa ngách để dẫn về từ khóa chính, làm backlink từ khóa chính. Thì đấy là cách mà người ta hay SEO. Thì cái từ khóa ngách khi mà được SEO nhiều quá, SEO nhiều rồi đấy thì sẽ có nhiều người tìm kiếm từ khóa ngách đó. Cái số lượng nó tăng dần lên mỗi ngày thì cái từ khóa đó nó sẽ trở thành từ khóa chính. Ban đầu nó là ít người tìm kiếm đến, nó là từ khóa ngách, nhưng về sau nó sẽ trở thành từ khóa chính bởi vì có nhiều người tìm kiếm quá. Cũng có một số các trường hợp là từ khóa chính tự dưng được nhiều người tìm kiếm rồi dần dần không được nhiều người tìm kiếm nữa, cho nên là cái từ đó trở thành từ khóa ngách. Ví dụ như chúng ta có Angela Phương Trinh, đúng không? Ngày xưa thì cô ấy hát này, cô ấy làm diễn viên này, Angela Phương Trinh nổi tiếng, đúng không? Thì cái tên của cô ấy trở thành một từ khóa chính, nhưng bây giờ thì cô ấy không làm nữa, không làm cái lấy chồng rồi, cô ấy có cuộc sống ổn định rồi, cô ấy không làm nghệ thuật nữa, cô không kiếm tiền nhiều nữa, nên là cô ấy không tạo nên những cái social trong xã hội nữa, cho nên là nó cái tên của cô ấy không được tìm kiếm nhiều, thì trước đây là chính thì bây giờ trở thành ngách, đúng không? Thì ví dụ như ngày xưa nó có những sửa lồi cơm điện, hay là có những sửa xe máy này xe máy kia, hay là bây giờ những cái dịch vụ đấy, nó bây giờ những cái hãng xe đấy hoặc những hãng lồi cơm đấy, những hãng quạt đấy, những cái hãng đấy nó họ không sản xuất nữa, thì cho nên cái từ khóa đó trở thành từ khóa ngách. Thì từ khóa chính có thể trở thành từ khóa ngách, từ khóa ngách có thể trở thành từ khóa chính, tùy thuộc vào số lượng người tìm kiếm mà thôi. Hay là sửa chữa điều hòa là từ khóa chính, hay là bơm ga điều hòa, bảo dưỡng điều hòa, hay đến những cái từ khóa chính nó chỉ ngắn như vậy thôi. Ví dụ như các bạn sẽ hỏi là thế sửa chữa điều hòa tại Hà Nội thì
thì có phải từ khóa chính không? Từ khóa này đã là sửa chữa điều hòa tại Hà Nội là 74 rồi. 74 thì không thể là từ khóa chính được, bởi vì cái thứ hai nữa là cái từ khóa chính này nó có điều hòa thôi, sửa chữa điều hòa tại thì đến đấy thôi. Cái thêm vào đằng sau là những cái danh từ hay tính từ hay là những động từ, hay là những lời hứa hẹn hay là những câu hỏi, thì đó là những cái nghệ thuật SEO, và đó là cái gọi là cái mở rộng cho từ khóa chính, chứ không phải là nó không bao giờ là từ khóa chính. Từ khóa chính nó chỉ tầm 3 đến 5 từ là tốt, 3 đến 5 từ là tốt, 3 đến 5 từ là tốt nhất. Thì đấy các bạn phải nhớ từ khóa chính nó thường ngắn như vậy thôi. Thì, từ khóa chính ấy thì để SEO cho nó thì các bạn phải phân bổ nó mọi nơi, trong trang chủ này, trong trang menu, trong trang bài viết, vào các thẻ tag. Nhưng mà nó là từ khóa ngách thì nơi rất là nhỏ thôi, chiếm những nơi rất là nhỏ thôi, chiếm những cái vùng mà người ta chưa làm, tìm kiếm cái từ khóa, cụm từ khóa mà người ta chưa SEO thì chúng ta SEO thì nó mới lên được. Và trong cái từ khóa đấy nó có từ khóa chính rồi, thì sau này những cái bài viết đó được nhiều cái người ta tìm đến, người ta ở ngách người ta tìm đến thì nó sẽ rất là tốt. Ví dụ như mình làm, mình viết là lắp đặt điều hòa, đúng không? Lắp đặt điều hòa các bạn nhé, lắp đặt điều hòa là từ khóa rất đẹp đúng không? Nhưng mà không mà nó sell từ khóa này, người ta phải thêm một ngách rất nhỏ là giá rẻ An Trang, An Đồng, Hải Phòng. Đấy các bạn phải thêm như vậy, thì thêm mà giá rẻ này, An Trang, An Đồng, Hải Phòng, tức là thêm đến 5 6 từ nữa thì là động một thành 10 từ. Mà 10 từ thì 10 từ thì các bạn biết là 10 từ mà mỗi từ mà trung bình có 4 ký tự thì là có bao nhiêu ký tự rồi. 10 từ mà trung bình có 4 ký tự là có tầm 4 đến 50 ký tự, thì cái tiêu đề đó cộng với cái hoặc cái cộng với cái ký tự cách nữa, đúng không? Ký tự cách thì tiêu đồ đó thì cái tiêu đề đó nó rơi khoảng tầm 70 ký tự thì rất là đẹp. Cái tiêu đề nó là 70 ký tự, nó rất là đẹp, SEO rất là tốt, đúng không? SEO rất là tốt đấy. Thì đấy là cái mà mình chia sẻ các bạn để các bạn hiểu được từ khóa ngách và từ khóa chính nó chỉ khác nhau vậy thôi. Từ khóa ngách nó mở rộng, nó bao trùm từ khóa chính, nó ôm lấy từ khóa chính trong trong nó, nhưng mà nó thu hẹp, nó điều hướng, nó chỉ dẫn cho cái người search họ tìm kiếm cái gì, họ tìm kiếm cái gì thì họ tìm kiếm những cái đó thì chắc chắn nó sẽ vào chúng ta, bởi vì chỉ có chúng ta SEO cái từ đó thôi và người ta biết rằng người ta sẽ tìm kiếm, không có ai SEO từ đó là vì nó ngách. Còn người còn có những con cá lớn ấy thì họ ôm trọn cuộc tình, họ ôm trọn cả một cái vùng đất rất rộng, họ họ SEO quá nhiều bài viết, họ có thương hiệu từ trước, họ được index lâu rồi, page rank họ cực kỳ lớn, họ đầu tư một khoản cực kỳ nhiều tiền rồi là chạy quảng cáo từ tất cả, họ làm quá là kinh khủng rồi, chúng ta không không thể nào đuổi theo họ được, bởi vì là thứ nhất là về nhân lực, về nguồn vốn, về tất cả mọi thứ chúng ta đều kém, cho nên là phải ăn những con cá nhỏ trước, đi theo men bờ hồ trước, đi theo men bờ sông trước, chạy vào những từ khóa ngách trước để bắt đầu có những cái page rank, bắt đầu có những cái traffic đầu tiên, có những cái sự người ra người vào cái trang web đầu tiên đấy, nhưng nó ít thôi, nhưng mà chúng ta cố gắng người nào làm chăm chỉ ấy, SEO còn là quan trọng, chăm chỉ, người nào làm chăm chỉ, làm càng nhiều từ khóa ngách càng tốt, càng chăm chỉ càng tốt, các bạn làm chăm chỉ bao nhiêu ấy, thì các bạn sẽ thành công bấy nhiêu, nhưng mà chăm chỉ mới gặt đến thành công được. Thì đấy là để nói cho các bạn. Thế thì bây giờ cái định nghĩa về từ khóa ngách và từ khóa chính như vậy là xong. Mình nghĩ là 10 phút là các bạn có thể hiểu được cái này rồi. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là các bạn phải nghiên cứu được từ khóa SEO. Từ khóa SEO là gì? Là từ khóa mà có nhiều người chủ dùng đang tìm kiếm nó trong cái thời điểm hiện tại. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ học cách để nghiên cứu từ khóa. Thì ở đây thì mình sẽ có 6 cách để giúp các bạn nghiên cứu từ khóa. Thì cách thứ nhất là các bạn sẽ dùng Keyword Tool.io. Cách này thì sử dụng cho các bạn nào mà mới khởi nghiệp. Bây giờ mình sẽ nói lý do cho các bạn vì sao nó lại 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 nên dùng như vậy nhé. Bây giờ ta sẽ vào Keyword Tool.io. Ta sẽ rồi các bạn sẽ thấy đây là một cái trang của Keyword Tool.io. Có thể các bạn đã xem những người khác giới thiệu rồi thì mình cũng sẽ nói qua ở đây. Là ở đây cái này là công cụ nghiên cứu từ khóa, công cụ nghiên cứu từ khóa, một cái trang để chúng ta giúp ta nghiên cứu từ khóa. Thì ở đây nó giúp ta nghiên cứu từ khóa của Google, của YouTube, của Bing, của Amazon, của eBay, của Play Store, Instagram và Twitter. Ở đây các bạn dùng nhà mạng nào, các bạn dùng dịch vụ nào, dùng cái trang nào. Ví dụ các bạn dùng Twitter thì các bạn kích vào Twitter này. Đấy.
Dùng Google thì kích Google, dùng Bing thì kích vào Bing. Bing thì ở Việt Nam không dùng mấy, nữa Amazon, các bạn nào kiếm tiền Amazon thì kích vào, dùng eBay thì cũng làm vậy. Thì các bạn gõ một cái từ các bạn cần SEO đây, ví dụ như Lộc chỉ dùng cái này để làm YouTube thôi, làm YouTube thôi. Bây giờ ví dụ Lộc sẽ tìm kiếm một cái từ khóa nhé, là ví dụ Lộc sẽ ghi từ Thánh Ca Tin Lành đi, Thánh Ca Tin Lành. Đấy, thì đây là cái phần mà mình muốn làm cho YouTube, thì bạn sẽ thấy là đây là sự thống kê của nó. Bạn sẽ thấy cái thống kê của nó nhá. Đây này, search for Thánh Ca Tin Lành này. Đấy. Đưa ra một cái kết quả là tìm kiếm cho từ Thánh Ca Tin Lành, là trả lời là sẽ có 80 kết quả khác nhau. Thì chúng ta sẽ nhìn đây, 80 kết quả đã được liệt kê ở dưới này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, Thánh Ca Tin Lành liệt kê ở dưới này. Thì ở đây các bạn sẽ thấy được là đã có những người tìm kiếm những từ khóa này, tức là họ tự động, họ chủ động, họ nghĩ ra từ khóa và họ đi tìm kiếm từ khóa này ở trên YouTube, họ tự động họ nghĩ ra và họ search vào đây. Nhưng mà cái vấn đề của cái anh keyword tool này là anh ấy che giấu những cái này, che giấu, ông chỉ cho hai biết hai cái đầu tiên, số lượng search bao nhiêu này, có phải là trend, có phải là trend là xu 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 hướng phát triển không này, rồi là có ai quả chạy quảng cáo cho cái từ khóa này hay không này. Đấy, thì ông này ông ấy chỉ cho biết hai cái đầu tiên thôi. Đấy, cái này ông che vào này. Đấy, đấy, các bạn nhìn thấy này. Đấy, che hết gần 888 cho biết là cái gì đấy. Tức là nó đòi hỏi người ta phải trả tiền cho nó, chúng ta phải trả tiền cho nó. Nhưng mà Lộc làm YouTube và SEO YouTube ấy, thì Lộc cũng không bao giờ phải trả tiền cho cái trang này. Và vì YouTube là dùng VidIQ và TubeBuddy. Có đôi khi thì cũng tham khảo nó tí cũng được. Thì các bạn thấy là ví dụ đây là Thánh Ca Tin Lành truyền thống này, Thánh Ca Tin Lành karaoke này, Thánh Ca Không Lời này, đúng không? Thì những cái này kia keyword tool chấm io nó cho, nhưng mà cái này đôi khi nó không có, cái Feed IQ hoặc là To Be Buddy nó không hết đấy. Thì các bạn cũng nên tham khảo cái trang này. Thì tuy nhiên thì các bạn không cần phải xem cái số lượng ở đây, nó không cho không sao đâu. Các bạn chỉ cần biết là nhớ rằng là những cái từ khóa nó liệt ở bên trên này, để bên trên này là những người có tiêu nhiều, nhiều người tìm kiếm hơn, cái đầu tiên là nhiều người tìm kiếm nhất, sau đó tiếp tục cái tiếp theo là ít hơn dần 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 dần. Thông thường là nó sẽ để như vậy, tất nhiên nó cũng xáo trộn, nhưng mà thông thường là những từ mà nó đặt ở bên trên đầu này là sẽ là những từ khóa có tiềm năng và có nhiều người đang tìm kiếm hơn. Thì đấy là các bạn, khi các bạn không nghĩ được ra từ khóa thì các bạn chỉ cần nghĩ ra một từ thôi, các bạn search vào đây thì nó sẽ nghĩ ra tất cả các bạn. Thực ra nó không phải nó nghĩ ra mà nó thống kê cho tất cả các bạn là những người trước họ đã nghĩ ra, họ đã tìm kiếm rồi. Đấy, thì các bạn nhớ là như vậy. Các bạn dùng nhá, các bạn vào cái này để lợi dụng nó, để không phải nghĩ nhiều từ khóa mà chỉ cần nghĩ một từ thôi mà nó sẽ đẻ ra các bạn đang nghĩ từ khóa khác nhá. Thì đấy là cái trang thứ nhất, đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ cùng với nhau là học Google Search trước đi. Cái Google AdWords Plan nó khó hơn cái Google Search thì Lộc vừa nói với các bạn rồi, đúng không? Các bạn chỉ cần kích vào trang Google thôi. Bây giờ cái Google Search thì Lộc vừa mới sử sử dụng cái sửa điều hòa cho các bạn đây rồi, các bạn có thể hiểu rồi, đúng không? Thì các bạn chỉ cần gõ vào đây, ví dụ các bạn bây giờ Lộc không gõ nữa, gõ chữ Thánh Ca thôi. Đấy, bạn nhìn gõ một chữ Thánh thôi thì nó đã hiện lên những cái từ mà người khác đã tìm kiếm này. Những cái từ này là từ từ khóa chính, đúng không? Từ khóa chính này nó đã Thánh Ca này. Đấy, nó giới thiệu rất nhiều này. Đấy, Thánh Ca Tin Lành 10 đào quyền năng lớn hay này. Đấy, cái từ khóa này là trước đây mình tự tìm kiếm từ khóa này. Đây là những từ khóa mình không tìm kiếm này, họ giới thiệu này. Đấy, thì đấy là đây là ấy nhá, đây là các bạn xem từ nào từ khóa chính, các bạn SEO, các bạn đặt luôn nó vào cái thẻ tag của bạn. Cái này là một cái phương pháp làm rất là nhanh, làm rất là nhanh. Cái thứ hai là các bạn sẽ dùng 5W1H. 5W1H. 5W1H thì áp dụng cho SEO bài viết rất là tốt, SEO bài viết rất là tốt. Ví dụ như các bạn muốn 5W1H, 5W1H là 5W1H là what? Đấy. When. When. What when? Where. Và why. What là cái gì, when là khi nào, when là ở đâu và why là tại sao. Và còn một cái nữa, 5W kép là đây mới có 4, là who là ai, và cộng với một cái how
How là như thế nào. Đấy, như thế nào. Ví dụ như bây giờ mình muốn SEO từ khóa này, mình muốn SEO từ khóa sửa điều hòa này, đúng không? Đây là từ khóa chính, từ khóa chính, và nó liệt kê qua những cái từ khóa này cũng khá là khóa chính, đúng không? Khóa chính. Thì giờ mình phải đặt cho nó một cái câu hỏi. Ví dụ bạn muốn quảng cáo giới thiệu một cái dịch vụ, một cái sản phẩm gì cả, thì các bạn phải nêu ra định nghĩa cho nó, đúng không? Nêu ra định nghĩa cho nó. Bởi vì có những mặt hàng mới là những cái mặt hàng mà chưa xuất hiện trên thị trường bao giờ và người dùng họ không biết là cái gì, thì các bạn phải giới thiệu nó là cái gì, người ta đi tìm kiếm cái từ cái gì rất là nhiều. Bạn nó công nhận đấy. Các bạn có nhận thấy rằng là rất nhiều người đi tìm kiếm những cái mà họ không biết họ sẽ luôn là cái gì không? Họ luôn luôn tìm kiếm định nghĩa không? Đấy. Định nghĩa nó là cái gì? Đấy. Hay là sensor điều hòa là cái gì? Sensor tức là cảm biến đó, đúng không? Sensor điều hòa là cái gì? Hoặc là họ sẽ đi cảm biến block điều hòa là cái gì? Đấy. Có nhiều người ta không biết, người ta không biết về kỹ thuật là gì, người ta đi sẽ đi tìm kiếm block. Ví dụ có một thợ đến bảo là block nhà anh bị hỏng rồi, nó không biết block là cái gì, nó chỉ hỏi cái cũ này, thì bắt đầu họ đi tìm kiếm block là cái gì và để họ có được cái định nghĩa tốt nhất. Đấy. Hay là họ sẽ đi tìm kiếm xem là thực ra là gì, đúng không? Điều hòa thực ra là gì, bởi vì có rất nhiều người nhầm tưởng về cái định nghĩa điều hòa đấy, họ chỉ biết là nằm mát thôi chứ họ không thể hiểu rõ ràng được. Thì các bạn nên có những cái từ khóa là gì để trả lời câu hỏi là gì. Các bạn nghĩ xem là các bạn cứ gõ vào đây thêm cái, các bạn cứ gõ vào đây thêm cái, các bạn cứ gõ vào đây và thêm cái chữ là gì vào đấy, là các bạn sẽ thấy ở đây nó không có, là bạn sẽ thấy có ai tìm kiếm hay không. Đấy, bạn sẽ thấy ai tìm kiếm hay không. Ở đây nó trả lời là không có người tìm kiếm. Đấy, không ai tìm kiếm. Đấy, các bạn có thể hiểu đúng không nhỉ? Ví dụ như sau đó các bạn sẽ viết là sau đấy là khi nào, đúng không? Khi nào, when là khi nào. Khi nào lên vệ sinh điều hòa, đúng không? Khi nào lên bơm ga điều hòa. Đấy, các bạn when là ở đâu, đúng không? Thế bây giờ Hải Phòng, Hà Nội, Tây Ninh hay là Cần Thơ, Long Biên, Long An cái gì đó, thì đó là các bạn, đúng không? Đấy là địa điểm. Why là tại sao? Bây giờ tại sao cần phải bảo dưỡng điều hòa, tại sao cần phải bơm ga điều hòa, tại sao cần phải lắp đặt điều hòa ở dưới mặt đất, tại sao phải treo điều hòa chiếu vào giường, hay là tại sao, đúng không? Và who là ai? Là ai? Ví dụ như Phạm Nhật Vượng là ai? Đấy, ví dụ vậy, các bạn muốn SEO một cái tên tuổi nào đó, hay là Sơn Tùng là ai, hay là bất cứ cái gì đó, một con người nào đó, một cái nhân vật lịch sử, hay là bất cứ cái gì mà các bạn làm trong lĩnh vực của bạn nó liên quan đến con người, bạn có thể đặt câu hỏi là ai, đúng không? Nó có hàng tỷ câu hỏi như vậy, các bạn có thể đặt ra. Con người họ hỏi nhiều lắm, họ hỏi rất là nhiều luôn, cho nên các bạn cứ lên Google search, cho nên các bạn cứ vào keyword tool trong Google để search, để lấy cái từ khóa chính, xong rồi ghép các câu hỏi vào, rồi search vào đây xem nào có ai hỏi không. Thì các bạn, ví dụ có nhiều người, người ta lấy vợ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, người ta hỏi là làm thế nào để hôn nhân hạnh phúc, đúng không? Hoặc là như thế nào đấy, hay là làm thế nào để sử dụng điều hòa tiết kiệm điện, hay là làm thế nào để mua máy tính tốt, hay là như thế nào, là rất nhiều cái câu người ta hỏi như vậy. Làm sao như thế nào làm sao như thế nào, rồi là các câu hỏi tương tự như vậy. Bạn cứ nhớ năm quy tắc này: tại sao, khi nào, ở đâu, ai, làm sao, như thế nào, đấy. Và cái gì, là cái gì, thì đó là các bạn cứ ghép vào mà hỏi nhá. Thì đấy là quy tắc thứ năm. Thì đó là cái quy tắc tư. Thì cái thứ tư năm là cái cách từ khóa và tính từ. Khóa và tính từ thì ví dụ bạn này, tính từ này, giá rẻ này, siêu nhanh này, siêu đẹp này, rất đẹp này, uy tín chất lượng này, nhanh gọn này, bảo đảm này, rồi là cam kết này, bảo hành này, rồi hứa hẹn các loại ấy, có rất nhiều từ. Áo đẹp này, áo xinh này, áo đỏ nữ tính này, rồi là áo sexy, rồi là giày dép ôm chân đẹp này, rồi là các loại đấy. Các bạn cứ nghĩ ra các loại, các dịch vụ của bạn nó có rất nhiều cái tính từ đấy. Các bạn cộng vào ví dụ là sửa điều hòa nhanh chóng giá rẻ này, hay là khám chữa bệnh nhanh chóng giá rẻ chính xác uy tín này, hay là phân phối, hay là phân phối mặt hàng, phân phối áo lam
chất lượng cao này. Đấy các bạn cho thêm các tính từ như vậy vào nhé, thì đó là cái từ khóa bạn thêm tính từ. Và 6 là cuối cùng là dựa vào đối thủ. Thì các bạn lên có một cái tư duy, đó là đối thủ không phải là kẻ thù, mà đối thủ chính là người bạn. Và sẽ không có ai thành công một mình, mà tất cả chúng ta đều thành công. Ta thành công và đối thủ ta cũng thành công. Nhưng điều là ta thành công hơn đối thủ của mình thì là điều tốt hơn, là tốt. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là để thành công hơn đối thủ thì chúng ta vùi dập đối thủ, mà để thành công đối thủ thì chúng ta cứ làm việc của chúng ta, đối thủ cứ làm việc đối thủ, chúng ta không cần phải vùi dập họ, mà chúng ta học từ họ, thì dựa vào đối thủ là chúng ta đi học từ đối thủ. Chúng ta nên subscribe những trang web, những fanpage, những kênh YouTube của đối thủ, xem họ đã làm cái gì, họ đã nghĩ ra cái gì, và chúng ta nên bắt chước theo đối thủ họ đang làm cái gì, và ta tìm tất cả những người làm chung, làm cùng dịch vụ, làm giống dịch vụ của chúng ta, y hệt như chúng ta đấy, thì coi họ là những đối thủ chúng ta, và chúng ta nghiên cứu từ họ, học từ đối thủ làm điều rất tốt, các bạn nhớ nhé, học từ đối thủ làm điều rất tốt, các bạn cố gắng học từ đối thủ thật là nhiều càng tốt. Để cho thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần quan trọng nhất của cái bài hôm nay, đó là phần Google AdWords Plan. Bây giờ mình sẽ dùng cái Google Ads, Google AdWords để chỉ cho các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ dùng cái cốc để làm cái kia nó bị ấy rồi. Bây giờ mình sẽ click vào đây. Các bạn sẽ thấy là từ khóa này được tìm này. Các bạn sẽ tìm kiếm cái ads.google.com ấy. ads.google.com. Cái thằng cốc này nó không đưa cái ads.com lên đây. Ở đây là ta viết chữ ads.google.com đây. Được thế. Phải dùng cái tài khoản khác. Cũng không có sao thôi được rồi, không có đâu các bạn. Bây giờ gõ luôn ads, gõ luôn ads.google.com. bây giờ gõ luôn thế này luôn đấy, thì khi các bạn search được ra đấy, thì các bạn nếu như các bạn search Google đấy, thì cái trang này nó sẽ hiện lên đầu tiên, thì các bạn cứ kích vào nó thôi, cứ kích vào nó thôi, thì các bạn nhớ là ads.google.com nhá, thì các bạn sẽ kích vào đăng nhập này, đăng nhập nhá, nhập mật khẩu này, rồi khi nó vào rồi nó sẽ đưa các bạn đến một cái trang, và các bạn cứ kích đồng ý với nó tất cả mọi thứ đấy. Để sử dụng được cái công cụ này thì các bạn phải trả tiền cho nó. Cái này nó không thể nào, cái này nó bắt các bạn phải trả tiền, chứ nó không cho bạn dùng miễn phí. Cái này không thể nào dùng được khi mà các bạn không trả tiền, nên các bạn phải làm theo yêu cầu của nó, và nên trả tiền cho nó khoảng 300.000, để dùng cái công cụ này, và trả một lần thôi, dùng vĩnh viễn nhé, trả một lần dùng vĩnh viễn. Đây các bạn sẽ đây này, chọn loại chiến dịch này, đấy, nó là cái bị lỗi phông chữ. Chọn những gì, ví dụ mình chọn là trưng bày này. Đấy thì nó sẽ đưa ra này, đấy, lưu lượng truy cập vào trang web này, ví dụ thế mình chọn như vậy. Những cái này là để mình tạo ra một cái chiến dịch mới để trả 300.000 cho nó để dùng Google AdWords Plan. Sau này các bạn không thích, các bạn có thể chọn chiến dịch khác, nhưng bây giờ chủ yếu là để kích hoạt được Google AdWords Plan thì các bạn phải làm theo nó từng bước một. Đấy, tên chiến dịch này các bạn đổi cái tên chiến dịch này đi, đúng không, hoặc là để nguyên như nãy được đấy. Rồi tất cả cái khác các bạn xem những cái nào nó bắt buộc phải điền ấy, thì các bạn điền vào cho nó. Giá thầu thì nên là đặt 300.000 thôi, đừng trả cao quá. Chốc nó trừ luôn vào tài khoản ngân hàng của bạn ấy. Và bạn nào tạo nhá. Đây là gì đây? Đấy. Đấy. Và bạn nào mà chưa, cái này nó bị lỗi phông chữ khó chịu quá. Các bạn chung quy là các bạn điền đầy đủ vào nhá. Điền đầy đủ một số các cái thứ quan trọng vào. Những cái HTTPS đấy là các bạn điền đầy đủ vào, có đường link ấy các bạn, thế cái này nó đập vào mặt rất là khó. Chú ý là các bạn vào đó và cứ làm theo nó yêu cầu, các bạn yêu cầu nhé. HTTPS các bạn không có, nếu mà nó yêu cầu trang web ấy, các bạn không có trang web nào cho nó thì các bạn không có trang web thì các bạn đưa một cái
link của kênh YouTube của bạn hoặc là link của fanpage Facebook của bạn vào nhá. Thì sau đó là các bạn cứ kích yes đồng ý rồi ok rồi chấp nhận rồi hoàn tất các thứ cho nó, và cài đặt là 300.000 giá thầu cứ cài đặt là 300.000 nhá. Thì sau đó nó sẽ cho các bạn một cái trang, khi các bạn vào nó sẽ cho bạn ra cái trang này, cái trang này nó sẽ cho các bạn ra cái trang này đây, tổng quan này, số lần nhấp chuột này, đấy, các thứ nó được thống kê đây, thống kê hết cho các bạn. Đây là các công cụ khác, nhưng mà khi nó ra này rồi chúng ta học một công cụ chứa vào đây, ta học một công cụ lập từ khóa nhé. Chủ yếu là ta tìm từ khóa để sell, chúng ta chưa chạy quảng cáo mà ta tìm từ khóa để sell, nhưng mà nó phải trả tiền cho nó. Đấy, trả tiền cứ các bạn cứ ok kích yết rồi đồng ý hoàn tất tất cả mọi thứ là ok hết cho nó, để trả cho nó 300.000. Nhớ làm cái tài khoản ngân hàng nhé, và làm thẻ visa thanh toán quốc tế để trả cho nó, làm tài khoản ngân hàng visa thẻ visa quốc tế nhé. Rồi các bạn vào khám phá từ khóa mới này, khám phá từ khóa mới, đây là công cụ của nó, khám phá từ khóa mới. Để ví dụ như các bạn, nó sẽ cho các bạn sửa chữa điều vào. Đấy, bắt đầu nhé. Các bạn có thể tìm nhiều khóa một lúc được, nhưng mà ta nên tìm một thôi cho nó dễ phân tích. Thì đây các bạn sẽ thấy này, úi dồi, rất là nhiều đúng không, rất là nhiều luôn, rất là nhiều. Và nó cho chúng ta biết là cạnh tranh là cao, cái nào cạnh tranh cao có nghĩa là nhiều người đã làm cái từ khóa này, đã sell từ khóa này, họ đang làm rất là nhiều, có quá nhiều đối thủ. Đấy, vừa và thấp thì ta nên dùng những cái từ khóa này, vừa và thấp này ta nên sell vào từ khóa này, vừa và thấp là những người ta vẫn còn ít từ khóa ngách, vẫn còn ít, người ta chưa có đối thủ cạnh tranh nhiều. Đấy, điều hòa không lạnh này, kém lạnh này, mất lạnh này, nâu lạnh này. Đấy, những cái đấy là các bạn sell ở đây. Và nó thống kê cho ta này, số lượt xem là một chuyện đấy, nhưng mà thống kê được cái rất là hay đó là giá thầu là những người ta chạy quảng cáo trước, chạy quảng cáo những cái từ này, những người chạy quảng cáo những từ này, thì các bạn nên đặt giá thầu ngang bằng hoặc lớn hơn nếu các bạn chạy quảng cáo. Thì đấy là cái thống kê chủ yếu là chúng ta lấy được cái từ khóa nào có chính, từ nào có ngách, và chúng ta copy ở đây ra chúng ta biết được, và chúng ta lập kế hoạch ra sell từ khóa cho mình. Thì đó là cái phần của cái Google kia keyword blend này. Còn các bạn không có tiền, không có, chưa có thẻ ngân hàng, thì các bạn cứ dùng keyword tool.io đúng không, keyword.io. Thì đó là cái bài chia sẻ này, thì thật ra thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bạn dùng 5 công cụ mà mình chia sẻ thì các bạn cứ dùng 5 cái công cụ mà mình các bạn dùng 6 công cụ đây, mình chia sẻ 6 cách đây để lấy được các từ khóa chính và từ khóa ngách. Đấy, và có được từ khóa và bắt đầu các bạn nghiên cứu từ khóa, thì các bạn thống kê ra một cái nít, thống kê vào một cái file Word hoặc file Excel để bắt đầu làm những bài viết nha. Thì bài tiếp sau Lộc sẽ hướng dẫn các bạn cách bắt đầu đi vào bài viết như thế nào nha. Thì các bạn chưa có tiền để dùng Google AdWords Plan thì nên dùng keywordtool.io, keywordtool.io nha. Các bạn cứ trả tiền cho Facebook, mình nghĩ rằng nếu mà các bạn xác định là sẽ sử dụng dịch vụ quảng cáo của Google trong tương lai thì cứ trả tiền trước nó đi, cứ trả tiền trước nó đi 300.000 để sử dụng cái công cụ của nó để biết được từ khóa nào từ khóa chính nhá. Thì rất là tốt, thì các bạn nên áp dụng tất cả những cách này để tìm từ khóa cho mình, nên lập một cái danh sách cho mình đi, và chúng ta sẽ học bài sau để bắt đầu viết bài nhé. Và bây giờ thì xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.